Chào quý vị đã đến với kênh truyền thông của chúng tôi. Thay mặt cho những người làm chương trình kính chúc quý vị và các bạn ngày mới an lành, nhiều niềm vui và gặp may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị thân mến, vào đêm qua một vụ đấu súng kinh hoàng nổ ra tại quân cảng Cam Ranh giữa lực lượng hải quân Việt Nam và hải quân Trung Quốc. Theo nguồn tin mới nhất từ lực lượng, lượng hải quân Việt Nam, ba tàu ngầm Trung Quốc chở theo 1.000 lính đặc nhiệm tấn công quân cảng Cam Ranh, cảng biển có tầm cỡ chiến lược quân sự nhất nhì trên thế giới. Nó nổi tiếng quan trọng hơn khi gần đây Hải quân Mỹ đã cung cấp cho Hải quân Việt Nam 17 tàu khu trục 170 dạng tên lửa Tomahawk và 8 tàu ngầm hiện đại nhất của Mỹ, lớp Columbia mang tên ngày tận thế. Trước đó, ông Tập Cận Bình đã có nhiều cuộc điện đàm cho người đồng cấp của Việt Nam, yêu cầu phía Việt Nam dừng ngay những hành động hợp tác với vậy chống lại Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình cho rằng hành động của Việt Nam không khác gì tiếp tay cho Mỹ, gây nên một cuộc chiến tranh trên Biển Đông, thậm chí sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh Thế chiến thứ ba ông tập cũng cảnh báo việt nam về một cuộc chiến tranh biên giới được trung quốc thực hiện nếu trung quốc cảm thấy rằng việt nam đã đi quá xa trong việc chính quyền trung quốc đang cố gắng giữ hòa bình ở biển đông và khu vực phía nam phía việt nam biết rằng trung quốc nói một đường là một nẻo trong khi ông Tập Cân Bình liên tục chỉ trích Việt Nam và Mỹ đã phá vỡ hòa bình trên Biển Đông, thì Trung Quốc lại cho quân lính tấn công vào quân cảng Cam Ranh. Cũng theo nguồn tin trên, ba chiếc tàu ngầm lớp tiếp 094 của Trung Quốc cho theo 1.000 lính đặc nhiệm Trung Quốc tấn công ồ ạt đến Vịnh Cam Ranh. Trước đó, những con tàu này đã xâm nhập vùng biển Cam Ranh, các căn cứ quân sự của Việt Nam 4 hải lý. Sau đó, chúng dùng xuồng cao tốc chở theo quân lính tấn công lên Vịnh khi vừa tiếp cận được vịnh Cam Ranh, nó đặc nhiệm của Trung Quốc xông pha vào khu vực có 17 tàu khu trục của Mỹ. Trước đó đã tặng cho Việt Nam. Lập tức hải quân Việt Nam phát hiện báo động in nổi, tiếng còi báo động vang vọng khắp cả vùng bình. Lính hải quân Việt Nam được lệnh không cho lính Trung Quốc tiếp cận mục tiêu. Một cuộc khủng chiến nổ ra kinh hoàng, khói lửa bay cuồn cuộn khắp vùng Vịnh Sau những tiếng nổ đinh tai nhức ốc, Hải quân Việt Nam phát hiện nhiều lính Trung Quốc ôm bơm cảm tự, tiếp cận 17 con tàu khu trục. Tuy nhiên, chuẩn bị bắn hạ, hải quân ta đã bấm nút kích hoạt để bơm phát nổ. Theo lời đại tướng Phan Văn Giang, có 200 lính cảm tự Trung Quốc. Trong sau đó, 1.000 tên đặc nhiệm ôm bơm cảm tự, chúng có nhiệm vụ lao vào 17 con tàu khu trục của Việt Nam cho nổ tung. Những con tàu này tuy nhiên đã bị hải quân Việt Nam bắn hạ, không thể tiếp cận gần hơn. Sau một giờ tự chiến, lính Trung Quốc không thể tiếp cận được những con tàu. Ngược lại, quân số bị bắn hạ gần hết một phần ba, nên chúng được rệnh lúc lui. Được biết, số binh lính Trung Quốc này ngay sau đó lao ra ngoài biển bằng những chiếc sườn cao tốc, cao su. Ba tàu ngầm Trung Quốc nổi lên trên mặt nước để đón chúng. Một cuộc chiến không khoan nhượng nữa lại diễn ra giữa tàu ngầm Trung Quốc và chính tàu ngầm của Mỹ tặng cho Việt Nam mang tên Ngày Tận Thế. Chiếc tàu ngầm lớp 636 của Việt Nam xuất hiện hỗ trợ chính tàu ngầm mà Mỹ tặng cho Việt Nam. Trước đó, vào khoảng 30 phút đối đầu, hai tàu ngầm Trung Quốc đã bốc chế dữ dội. Một tàu ngầm Việt Nam bị trúng một quả cư lôi vào bàn trái của con tàu. Ngay lập tức, con tàu này được đưa vào vịnh gia cố trong khi chính con tàu ngầm ngày tận thế và tàu ngầm lớp kilo 636 của Việt Nam vẫn đi đuổi hai con tàu còn lại của Trung Quốc ra tận ngoài khơi xa. Vào sáng ngày hôm nay, hai tàu ngầm Trung Quốc đã thoát nạn. Chúng chạy ngoài km số 0. Cái hai tàu ngầm này đều bị thương nặng. Chúng chạy về hướng đạo Hải Nam, nơi có quân cảng Du Lâm của Trung Quốc được đặt ở đó. Rất có thể chúng sẽ không thể về tới đích, mà sẽ nằm ở mãi nơi biển sâu vì đã trúng nhiều phát đạn vào phần bên ngoài. Kính thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, trong những trận đánh đêm ngày hôm qua, Trung Quốc dự tính sẽ đào một đoạn đường hầm ngắn nhất từ phía Trung Quốc sang quả đồi này, lúc đó cũng đủ rộng để cho những chiếc xe tải chở đầy vũ khí vận chuyển sang Việt Nam, bao gồm cả các loại tên lửa không đối đất của Trung Quốc. Đêm ngày hôm qua, phía Việt Nam đã điều động một tiểu đoàn tinh nhạy áp sát, căn cứ được cho là Trung Quốc sẽ xuất hiện vào lúc 3 giờ sáng. Tại đây, lính Trung Quốc bắt đầu xuất hiện, mang theo nhiều loại vũ khí. Lệnh của cấp trên phê Việt Nam phải không được nổ súng. Các tiểu đoàn lính tinh nhẹ của Việt Nam nhằm phục kích khoảng một tiếng sau, tất cả số vũ khí của Trung Quốc vận chuyển sang đã được chuyển hết vào kho. Vũ khí trong đường hầm, Trung Quốc đã ra hết ngoài hang núi và chuẩn bị đưa quân về phía bên kia biên giới đây là đường ban tấn công và nếu có thể thì bắt sống. Quân đội Việt Nam từ lúc đó đã giành thấy mục tiêu bắn chỉ thiên và bắt loa kêu gọi lính Trung Quốc hãy đầu hàng. Nhưng trái lại với những gì mà cấp trên của lực lượng quân đội Việt Nam suy đoán, Trung Quốc đã chống trả một cách quyết liệt với âm mưu đánh lừa và vô hiệu hóa sự theo dõi và phát triển của các nước về việc kích hoạt và trợ chiến cho một cuộc tấn công hạt nhân quỷ diệt thế giới đối thủ của mình ở mức cao nhất có thể. Trung Quốc đã cho xây dựng vận hành một cơ sở trong vẻ bề ngoài như một đài phát thanh thô sơ, lạc hậu, nằm biệt lập dùng để thông tin về những trận thiên tai liên quan đến động đất sóng thần, nhưng cuối cùng cũng đã bị các cơ quan tình báo của Mỹ phát hiện và để ngăn chặn giả dạ tâm trên của Trung Quốc, cũng như cho biết sức mạnh quân sự của Hiệp chủng quốc Kỳ vượt trội Trung Quốc về mọi mặt như thế nào. Thưa quý vị, để thực hiện hóa giấc mộng bá quyền đại hán của Tập Cận Bình và giới lãnh đạo nước này, đã viện dẫn và sử dụng rất nhiều cách thức, thủ đoạn, sức mạnh khác nhau trong mọi đời sống của xã hội nhằm khuynh đảo và kiểm soát phần còn lại của thế giới và trong thâm tâm của giới lãnh đạo cộng sản nước này để giành chiến thắng và buộc nhân loại phải khắc phục trước sức mạnh triệt để của mình, quân đội Trung Quốc phải sử dụng y lực của vũ khí nguyên tử như Mỹ đã từng buộc Nhật phải đầu hàng trong Thế chiến thứ hai, mặc cho sự tàn phá và hiệu diệt của nó đối với thế giới, nhưng để lễ đạt được mục đích của Tập Cận Bình và giới lãnh đạo Trung Quốc, chuyện gì cũng dám làm. Thưa quý vị, tình báo quốc phòng Hoa Kỳ sau thời gian nghiên cứu và theo dõi, cộng với những thông tin quý giá mà một Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc vừa đào tẩu sang Mỹ cung cấp, cơ quan tình báo CIA Mỹ đã phát hiện những dấu hiệu bất thường tại một vị trí biệt lập ẩn mình, một đầm lầy hoang vu vắng bóng người thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có một đài phát thanh được cho là có tính bí hiểm và chỉ phát ra những tiếng ra rè, rè khó hiểu suốt gần một năm qua khi mà sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra căng thẳng nhất từ trước tới nay, mà bên ngoài dường như không khai vận hành nó. Và cho đến khi các thông tin được tiết lộ từ các đảng viên Cộng sản đầu tiên, thì chưa có ai giải mã được những kỳ bí xung quanh Đài Phát thanh này, ngoài lời đồn về chức năng của nó là cảnh báo động đất và sóng thần cho những người dân sống tại các tỉnh khu vực với việc internet và sự hiện đại ngày nay càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống con người ngày nay. Nếu một ngày không có mạng internet, hệ thống điện bị ngắt giao thông bị đình trệ, máy móc, các hoạt động quân sự và nhiều lĩnh vực khác bị tê liệt. Đủ hiểu các nước phụ thuộc vào công nghệ như thế nào, nên sự tồn tại của một đài phát thanh cũ kỹ lạc hậu ít ai chú ý đến trước đến nay. Khi bị tham gia vào Thế chiến thứ nhất, Tất cả các đài phát thanh ở Mỹ đều kiểm soát bởi một quân đội để ngăn chặn khả năng các điệp viên đối phương sử dụng nó để truyền thông tin. Các bức điện tính truyền đi có nguy cơ bị đối phương chặn được. Mật mã ra đời với sóng phát thanh vô tuyến được mã khóa gửi đi nhằm đảm bảo rằng tất cả các thông tin đều được bảo mật. Ngoài tác dụng là một phương tiện tác chiến trong chiến tranh, là phương tiện không thể thiếu của các cơ quan tình báo hay các tổ chức quân sự, đài phát thanh còn từng là thiết bị không thể thiếu trong mọi hộ gia đình trên thế thế giới để cập nhật tin tức và giờ đây có vẻ như Trung Quốc đang áp dụng mô hình mà Mỹ và các nước khác phần lớn đã loại bỏ nó để nhường chỗ cho các phương tiện tiên tiến khác về hiệu quả hơn trong thời đại hiện đại khác. Và cuối cùng, tình báo Mỹ cũng đã có được câu trả lời về đài phát thanh cực kỳ bí ẩn này của Trung Quốc, vì cho đến nay rất nhiều nước trên thế giới vẫn chưa khám phá và để ý đến mục đích thật sự của nó. Những tín hiệu kỳ 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong một tuần và trong gần hơn 10 tháng qua, đài phát thanh tại huyện Giang Thành, tỉnh Giang Tô đã phát sóng trên tần số 4.625 kHz, vẫn luôn phát đi một tín hiệu âm thanh đơn điệu buồn tẻ kỳ quặc cứ mỗi 25 phút một lần nó lại chen ngang một âm thanh như tiếng còi hú sẽ toan màn sương mù rồi trở lại âm điệu rè rè quen thuộc thỉnh thoảng cái giọng nói của phát ngôn viên phát đi những thông tin cảnh báo về sạt lở núi và nguy cơ có thể xảy ra do động đất ở một địa điểm nào đó trong khu vực Hiếm hoi lắm tiếng ra rè bị gián đoạn bằng một giọng nói với đang phát đi một thông điệp liên quan đến những thông tin cảnh báo về sạt lở núi và vài từ vô nghĩa bằng một giọng miền Nam của Trung Quốc. Kênh radio này có lúc cũng thu hút được hàng chục ngàn người trên khắp thế giới lắng nghe nó thiên tai, thảm họa là đài phát thanh sóng ngắn gửi cho tín hiệu ở tầng số thấp. Nếu so sánh tín hiệu từ các đài phát thanh truyền hình địa phương, điện thoại di động thì nó có ít sống đi qua một điểm trong mỗi giây hơn. Điều này cho phép đài phát này có thể truyền dẫn đến các nơi xa xôi. Bất cứ ai, bất cứ ở đâu, có cách nào trên thế giới cũng có thể nghe thấy tín hiệu của nó bằng cách điều chỉnh sóng đến giải tần số 4.625 km từ vệ tinh. Theo dõi Mỹ đã chụp được nơi phát ra sóng âm này, dẫn tới một địa điểm hoang vu ở giữa vùng đầm lầy cách không xa thành phố Hàng Châu, Giang Tô. Nơi đây tình báo bị phát hiện thấy hàng loạt các cột phát sóng ra đô, những tòa nhà bỏ hang với đường dây điện chằng chịch và được cho là trụ sở của đài phát thanh thiên tai thảm họa Giang Tô. Sự kỳ dị đến nỗi khiến đài này trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều người theo thuyết âm mưu. Nó được gắn cho như là nơi chỉ lệnh của mạng lưới gián điệp, là công cụ của quân đội và cũng có thể là trạm liên lạc của người ngoài hành tinh. Với việc sử dụng sóng ngắn, đài phát thanh bí ở đây được tin là một số trạm cũng như là bàn tay thần chết. Khi có thể dùng để kích hoạt vũ khí hạt nhân và suy các vụ quan chức cấp cao Trung Quốc trốn trại sang Mỹ, đặc biệt là vụ mới đây nhất liên quan đến ông Thứ trưởng Bộ An ninh Trương Tuấn Kiệt, thích hợp với nghiên cứu quan sát từ vệ tinh, tình báo Mỹ mới biết được sự thật đáng sợ đằng sau đài phát thanh này khi nó là nơi phát đi tín hiệu bàn tay thần chết theo cách gọi của các chuyên gia quân sự lầu năm góc liên quan đến hệ thống Green Reaper của quân đội Trung Quốc. Quý vị thân mến, quyết chiến tại biên giới Việt Trung, Liên Hiệp Quốc khẩn sinh Việt Nam ngừng bắn sau nhiều lần trì hoãn và nhường nhịn hết mức có thể về xung đột đang leo thang ngày càng mạnh mẽ tại biên giới. Mới đây, trong một cuộc họp báo, Đại tướng Phan Văn Giang đã mạnh mẽ tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực để bắn trả quân lính Trung Quốc tại biên giới, nơi một số hòn đảo và căn cứ quân sự, quân khu đồn trú của người dân và quân đội Việt Nam đang bị phía Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Tuyên bố nổ súng của chính phủ, ông Đại tướng Phan Văn Giang được kênh truyền hình nhà nước Việt Nam đều rõ, chỉ trong vòng 6 tháng qua, người Trung Quốc đã xâm nhập có vũ trang 700 lần, giết hại và làm bị thương hơn 300 lính biên phòng và dân sự Việt Nam. Bởi chứng những hành động xâm lược điên cuồng đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cố ý kích động và gây căng thẳng dọc theo biên giới phía đông bắc Trung Quốc và ngăn cản chương trình tiến lên cấp tiến, chủ động bắt tay với các nước trong khu vực và trên thế giới của Việt Nam để phát triển kinh tế đất nước. Hành động xâm lược đó nếu không bị ngăn chặn chắc chắn sẽ làm nguy hiểm cho hòa bình và ổn định đông á và ngay cả toàn cầu châu á và trên toàn thế giới lập trường kiên định của chính phủ và nhân dân việt nam là chúng tôi sẽ không tấn công trừ phi chúng tôi bị tấn công nếu chúng tôi bị tấn công, chắc chắn chúng tôi sẽ phản công. Các đạo quân biên phòng Việt Nam hoàn toàn chính đáng để đứng dậy phản công. Khi họ vượt quá sức chịu đựng, chúng tôi muốn xây dựng đất nước và cần một môi trường quốc tế hòa bình. Chúng tôi không muốn có chiến tranh, chúng tôi không cần một tất đất nào của người Trung Hoa, nhưng chúng tôi không muốn sự xâm nhập phá hoại vào lãnh thổ của cha ông chúng tôi. Tất cả Điều chúng tôi muốn là một biên giới hòa bình và ổn định. Sau khi đánh trả đích đáng những kẻ xâm lược Trung Quốc, lực lượng biên phòng Việt Nam sẽ nghiêm chỉnh bảo vệ biên giới nước mình. Chúng tôi tin rằng lập trường của chúng tôi sẽ được hưởng ứng cảm thông và hậu thuẫn cho các nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình và yểm trợ công lý. Theo thống kê từ Việt Nam cho biết, mở đầu cuộc xung đột biên giới Trung Triều Tập Cận Bình tiến hành 3 cuộc tiến công quy mô lớn sang lãnh thổ Việt Nam. Chúng đánh vào 14 trong số 16 quân khu đồn trú biên giới thuộc tỉnh Hà Giang, tăng phá các bản làng, trường học, cơ sở sản xuất, những nơi đông dân cư ở sát biên giới và sâu trong lãnh thổ Việt Nam. Các cuộc tiến công và pháo kích của quân Trung Quốc đã khiến biên giới Việt Nam chìm trong bảy huyết. Tính đến 5 ngày trước, quân Trung Quốc đã giết thiệt mạng 22 người và làm 60 người một người bị Việt Nam bị thương, bắn phá nhiều nhà cửa tài sản của nhân dân Việt Nam. Trước hành động xâm lược trắng trợn giết dân thường vô tội vạ của quân Trung Quốc, các lực lượng biên phòng và dân quân du kích dọc biên giới Sủng Là đã anh dụng chiến đấu ngăn chặn địch. Quân đội Việt Nam đã được sử dụng một trung đoàn thuộc sư đoàn 301, một trung đoàn tàu thuyền và hai tàu tiểu đoàn địa phương, súng là đánh trả việc 300 tên giặc tàu, bộ quân Trung Quốc phải rút về bên kia biên giới. Thực hiện chỉ thị của tướng Phan Văn Giang, các đơn vị quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3, quân đoàn 3, quân đoàn 4 tổ chức điều chỉnh lực lượng, phương tiện, xây dựng phương án sẵn sàng chiến đấu, các binh chủng, công binh, pháo binh, triển khai một số đơn vị sẵn sàng, đánh địch ở các hướng. Mạng thông tin liên lạc từ quân khu tới các đồn chốt biên phòng được tăng cường thêm lực lượng về phương tiện. Nhiều tên lửa siêu khủng của Việt Nam cũng đã được góp mặt tại các căn cứ biên giới, tránh đệ Trung Quốc đưa tiêm kích oanh tạc cơ tấn công từ trên bầu trời. Từ ngày 1 tháng 3, quân đội Trung Quốc tập trung chính sư đoàn chủ lực cùng lực lượng địa phương mở cuộc tiến công quy mô lớn thứ hai sang địa bàn các tỉnh biên giới Việt Nam, lên hướng phía Bắc sông Hồng, gây nhiều tội ác đối với nhân dân Việt Nam, bắn phá các căn cứ điểm, nhà dân và quân khu đồn trú của Việt Nam tại biên giới. Bộ Tổng tham mưu quân đội Việt Nam quyết định sử dụng một bộ phận lực lượng chủ lực cơ động của các sư đoàn biên giới đánh lui và các cuộc tiến công của quân Trung Quốc ở nhiều khu vực trên biên giới, giành lại những khu vực bị lớn chiếm, sau đó lui về củng cố lực lượng, quân đoàn 4, quân đoàn 3 và quân khu 7, quân khu 9 tập trung 8 sư đoàn mở được phản công trên các hướng đường dọc sông Đồ Môn, truy kích quân Trung Quốc sâu vào đất biên giới của Trung Quốc khoảng 20 đến 30 m, đánh thiệt hại 5 sư đoàn, làm thất bại kế hoạch đánh chiếm tỉnh Hải Giang của địch. Sau đó, Chính phủ Bắc Kinh thực hiện thủ đoạt vừa ăn cướp vừa la làng, đưa chiến tranh biên giới Việt Trung ra trước dư luận thế giới, vu khống quân đội Việt Nam xâm lược Trung Quốc nhằm câu lập Việt Nam trên trường quốc tế, kêu gọi các nước trên thế giới gia tăng cấm vận thêm đối với Việt Nam. Đáp lợi lời vu khống trên chính phủ của Việt Nam ra tuyên bố về vấn đề biên giới Trung Quốc và Việt Nam, nói rõ lập trường và nguyên tắc của ta là cương quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, luôn luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc về trần âm mưu thủ đoạn và những tội ác của tập đoàn Bắc Kinh với đồng bào và người dân ở các tỉnh gần sông Hồng vùng biên giới Việt Nam. Dù bị đánh cho tơi tạ, nhưng lực lượng quân phòng bị của Trung Quốc rất đông song với đó là tiềm lực kinh tế của Trung Quốc trên thế giới hiện nay là không thể bàn cãi. Tập cân Bình lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Vượng Hòa đưa thêm hai sư đoàn ra biên giới, tiếp tục gây xung đột liên tục tấn công, lớn chiếm bắn phá vào những nơi đông dân cư, gây nhiều tội ác với dân tộc Bắc bán đảo Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang quyết định điều động sư đoàn 341 thuộc quân đoàn 4 tăng cường cho các sư đoàn hiện có tại biên giới, sẵn sàng chiến đấu, Đồng thời ra lệnh cho các đơn vị đặt công trên toàn tuyến biên giới Việt Trung, nâng cao cảnh giác 24 trên 24 giờ, không được chớp mắt, thấy bóng dáng của tên giặc tàu nào đang lãng vãng vào biên giới Việt Nam là xử lý ngay tại chỗ, nếu có động thái nguy hiểm nào từ bên kia biên giới của Trung Quốc có thể cho bấm tên lửa đạn đạo tiêu diệt từ xa nếu cần thiết. Cuối tháng 2, Đại tướng Phan Văn Giang đã dúng dường như, như ban ân huệ cuối cùng cho Tập Cận Bình rằng phải chấm dứt mọi hoạt động quân sự, rút lực lượng vũ trang cách biên giới 5 km, hội đàm tiến tới hiệp ước hữu nghị và không xâm lược ký, ký hiệp ước về biên giới, thỏa thuận về một hình thức thích hợp đảm bảo thông lệ quốc tế và giám sát quốc tế nhưng phớt lờ thiện chí và các nỗ lực ngoại giao của Đại tướng Phan Văn Giang. Tập Cân Bình tiếp tục huy động các lực lượng áp sát biên giới và cho quân tiến công xâm lược nhiều điểm trên địa vận biên giới Việt Nam. Lực lượng của Việt Nam đã kiên quyết đánh trả, giành lại các khu vực bị lớn chiếm. Các sư đoàn thủy thủ quân lục chiến của quân đội Việt Nam chuyển sang tấn công, đẩy nhanh đẩy nhanh quân Trung Quốc tiến lùa ra biên giới và dồn ép đối phương vào thế bị động đối phó. Đồng phản công quyết liệt của Việt Nam trên tất cả các mặt trận trên không và đất liền nhờ có sự yểm trợ đất lực của các trận mưa tên lửa đầy y lực để Trung Quốc vào tình thế khó khăn và tác động lớn đến tình hình chính trị nội bộ Trung Quốc. Trong nước rất nhiều cuộc biểu tình của người dân và hệ sinh viên của Trung Quốc đã nổ ra yêu cầu Tập Cận Bình phải từ chức ngay lập tức vì những vấn đề bất ổn trên mà độc tài bành trướng Bắc Kinh này mang đến cho dân tộc Trung Hoa không những thế về cánh của giang trạch dân và hồ cẩm đào đang đổi dậy mạnh mẽ để tranh giành quyền lực cho nội bộ chính quyền bắc kinh khiến cho trung quốc hiện giờ đang rất trao đạo tập cận bình hiện nay đang chịu rất nhiều sức ép từ quốc tế lẫn trong nước ngài homic chính phủ việt nam của đại tướng phan văn giang hợp bàn về chống lại cuộc chiến tranh biên giới việt trung và trong đó quyết định phát động chiến nhân dân kiên quyết phản công và tiến công địch một cách chủ động liên tục bằng mọi lực lượng với các quy mô nhỏ vừa và lớn, đánh địch cả trong và ngoài biên giới, tiêu diệt tiêu hao làm tăng rã nội một bộ phận quan trọng sinh lực của địch. Ngày 1 tháng 3, phát hiện quân Trung Quốc có ý định tập trung 5 sư đoàn và 4 trung đoàn tiến công đánh chiếm biên giới sông Hồng. Lục có thể sau đó sẽ mở rộng địa bàn đánh chiếm lãnh thổ Việt Nam. Tướng Phan Văn Giang chỉ huy thông qua quyết tâm tổng phản công chiếm lượt tiêu diệt quân Trung Quốc hoàn thành cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới trong một bản tin đã đưa bản tin ngày hôm nay xoay quanh thông tin tổ hợp rồng lửa đa năng sứ giả bầu trời Tomahawk của Hoa Kỳ tài trợ Việt Nam không hoàn lại đã về tới sân bay nội bài Hà Nội sau chuyến công du của đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin kết thúc bộ trưởng quốc phòng việt nam thông báo đã có thêm ba máy bay chở hàng của hoa kỳ đã đáp xuống sân bay nội bài thủ đô hà nội trong bối cảnh washington tiếp tục chuyển giao các thiết bị của hệ thống phòng thủ tên lửa tomahawk cho việt nam bất chấp sự phản đối của phía bắc kinh một nguồn tin tình báo từ bộ quốc phòng việt nam cho hay bộ quốc phòng việt nam nêu rõ đây là ngày thứ tư liên tiếp các thiết bị của hệ thống Tomahawk được đưa đến sân bay nội bài của Việt Nam. Đây là máy bay thứ ba và thứ tư của Hoa Kỳ đáp xuống sân bay nội bài kể từ tháng 6 năm 2021. Trong chương trình hợp tác toàn diện giữa hai nước trước đây đã từng xảy ra chiến tranh này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ Leo Austin đã hoàn tất chuyến thăm Việt Nam hoa kỳ ủng hộ một việt nam mạnh mẽ phồn vinh và độc lập ông aston đăng nhiều hình ảnh và ghi chú thích về chuyến đi hà nội trên tang twitter của mình sáng nay tôi có gặp một người rất long trọng với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chúng tôi đã thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có việc Hoa Kỳ cam kết giúp Việt Nam chiến đấu chống dịch COVID-19, không những viện trợ cho Việt Nam các thiết bị quân sự và tàu tuần diên hiện đại. Chúng tôi đã cung cấp 5 triệu liều vaccine Moderna, cùng với 20 triệu đô la hỗ trợ chống dịch COVID-19. Tôi rất vinh dự được gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm nay. Chúng tôi đã thảo luận về quan hệ đối tác song phương bền chặt và tôi nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ, phồn vinh và độc lập. Cũng trên Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay cảm ơn tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có sự đón tiếp nồng hậu buổi làm việc hiệu quả. Mối quan hệ đối tác bắt nguồn từ giao lưu nhân văn bền chặt và cam kết tiếp tục cho chúng tôi trong việc giải quyết các di sản của chiến tranh một cách có trách nhiệm. Tập Cận Bình liên tục cảnh báo Việt Nam rằng Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và đưa Việt Nam ra khỏi chương trình phát triển đối tác một vành đai một con đường nếu Việt Nam không từ bỏ thương vụ Tomahawk của Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vẫn tuyên bố thư vụ Tomahawk là vấn đề chủ quyền quốc gia cần phải được nhanh chóng thực hiện và nhận đầy đủ vũ khí của Lầu Năm Góc mang tới cho Việt Nam. Trước đó, vào tháng 6 năm 2021, Bộ Quốc phòng Việt Nam thông báo đã nhận được lô thiết bị đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không Tomahawk. Hoa Kỳ về Việt Nam đã ký thỏa thuận cho hai cho vay để cung cấp các hệ thống tên lửa Tomahawk hồi đầu tháng 2 do căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc leo thang vấn đề chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia hình chữ S xinh đẹp này. Hợp tác giữa hai bên trong vấn đề tên lửa vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Campuchia, Lào và Trung Quốc, việc dẫn tới những quan ngại an ninh và sự không tương thích của Tomahawk với các hệ thống phòng không của Campuchia và Trung Quốc mà Việt Nam có lãnh thổ giáp ranh và đang tranh chấp. Tomahawk là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và xa của Hoa Kỳ, dùng để tiêu diệt các phương tiện tấn công và do thám từ trên không, cũng như mọi mục tiêu trên không các điều kiện đối kháng hỏa lực và vô tuyến điện tử bệnh. Trong một diễn biến khác, chính quyền Trung Quốc tập cận bình chê Tomahawk của Mỹ kém hiệu quả. Sau đây là một số thông tin thử nghiệm Tomahawk của Hoa Kỳ, sứ giả bầu trời Tomahawk của Lầu Năm Góc, hạ gục mọi mục tiêu địch tại biên giới phía Bắc, hệ thống phòng không Tomahawk của Mỹ ở quân khu 1 đã tiến hành các vụ chống các loại mục tiêu cơ động tấn công loại mới tại biên giới phía Bắc. Cơ quan báo chí của quân khu 1 mới cho biết, trong giai đoạn bắn hạ thật, tình huống phức tạp nhất đã được tạo ra để giải định một cuộc tấn công trên không của địch. Những loại mục tiêu mới đã được thêm vào, các đội Tomahawk đã tiến hành 10 lần phóng tên lửa dẫn đường phòng không để tấn công mọi mục tiêu. Trong đó, có mục tiêu tốc độ cao và mục tiêu cơ động bay ở độ cao cực thấp. Nguồn tin trên cho biết, các hệ thống tên lửa và pháo binh cũng tạo ra sự bảo vệ tốt cho hệ thống Tomahawk. Tham gia vào cuộc tập trận trên có các trung đoàn, trung tâm chỉ huy quân khu 1, tên lửa phòng không Tomahawk và các tiểu đoàn đơn vị tiếp tế. Tổng số 180 người đã hoàn thành xuất sắc hơn cả mong đợi cho Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong một diễn biến rất liên quan về vấn đề chủ quyền biển đảo Thiên Liên của Việt Nam, hết dùng vũ lực Trung Quốc đòi tung tiền tỷ mua lại Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện nay trên các trang mạng xã hội xôn xao thông tin, ông Kim Nhất Nam, một thiếu tướng, giáo sư chuyên nguyên cứu chiến lược quốc tế của quân đội Trung Quốc, đưa ra quan điểm cho rằng chính phủ Trung Quốc nên dùng tiền để mua lại hai quần đảo Hoàng Sa với con số là 200 tỷ USD. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng